The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin mời tất cả quý khách thính giả cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, vị khách mời tiếp theo sẽ xuất hiện trong chương trình là một người nữ nghệ sĩ. Tên tuổi của cô đã phủ sóng khắp các lĩnh vực từ tân nhạc, cải lương, kịch nghệ và sau này là cô giữ vai trò xướng ngôn viên cho đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, người nữ nghệ sĩ đa tài đó chính là nữ nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh. Con xin chào cô. Dạ, Ngọc Đăng Thanh xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình The Jimmy Show. Chào Jimmy. Dạ, chào cô. Hôm nay rất là vui được gặp cô và cũng như mời cô lên show này, mặc dù hai cô cháu mình làm việc chung trong đài. Và kính thưa quý vị, có một cái niềm vui hơn nữa là Nhật được biết rằng là cô Ngọc Đăng Thanh cùng quê với Jimmy Thái Nhật, đó là Bạc Liêu. Bạc Liêu. Dạ vâng. Thì dưới con... sông Cá Chấu thì trên bờ Triều Châu. Triều Châu đó. Thưa cô, con hôm nay mời cô lên đây cũng muốn hỏi cô một vài câu hỏi, cũng như khán giả trẻ cũng muốn tìm hiểu là không biết là cái bước khởi đầu của cô thì là cô đến với tân nhạc hay là cải lương hay là kịch nghệ là cái bước khởi đầu của cô ạ? Đầu tiên đó là cô học giọng cổ, học cổ nhạc ở gần nhà cô bác Năm Đờn. Dạ. Và ở trong xóm á, trong xóm Sở Rác thì có bác Năm Đờn để dạy ca giọng cổ, thì lúc đó ba của cô cho cô theo học. Là vì trước đó đó là có ông nội còn sống, nhưng mà ông nội cho là sướng ca vô loại cho nên không có cho đi hát. Cho tới lúc mà ông nội vừa mất á, thì khoảng nửa năm sau thì ba cô cho cô đi học. Thì học được 2-3 tháng thì bác Hai thành công ở trên đài phát thanh quân đội. Thì bác cần một cái một đứa bé đóng trong cái những cái vở kịch, vở những cái liên khúc, liên ca diễn khúc mà có những đứa nít đóng. Đó, thành ra bác Hai mới nói thôi cho lên đài để thâu. Yeah. Đó là từ lúc đó là cô khoảng 13 tuổi cô đã lên thâu đài phát thanh quân đội, đài phát thanh Sài Gòn. Yeah. Và tới năm 15 tuổi thì 14, 15 thì bắt đầu cô đã vào đài Mẹ Việt Nam. Để cô hát giọng cổ. Để giọng cổ. Dạ vâng. Rồi từ bao lâu thì cô mới chuyển qua hát tân nhạc thưa cô? Tới năm 15 tuổi thì cô đã bắt đầu hơi cái tiếng cô bị bể rồi. Đó, thành ra nó không còn trong trẻo nữa. Thì lúc đó mới đi học tân nhạc. Thì cô với lại cô Bạch Lê, cô Bạch Lê mà hát Hồ Quảng đó. Hai đứa là bạn thân lắm. Thành ra mới đi qua học nhạc của thầy Anh Bằng. Nhưng mà học chỉ được có vài tháng thôi. Thì sau đó là gần tới đi, lúc đó là mộ thân. Tới năm 68 thì cô lại gia nhập vào Biệt Động Quân. Dạ thưa cô, như là con hay là người nhà con đều nhắc tới cô Ngọc Đăng Thanh thì cứ hay hỏi là cô Ngọc Đăng Thanh là có phải là từ lò nhạc của nhạc nghệ sĩ Tùng Lâm hay không? Thì hôm nay mời cô có cho khán giả biết ạ. Cảm ơn Jimmy đã nhắc nhở điều này, là vì có rất nhiều khán giả đã lầm tưởng là vì tên của cô là Ngọc Đăng Thanh. Còn người vợ của chú Tùng Lâm, tức là người vợ trước đầu tiên đó, đó là chị Bạch Lan Thanh. Là chị cũng đã đóng kịch ở trong ban Tân Dân Nam ngày xưa. Đó, thì chị rất là đẹp, chị đóng kịch trước, lúc đó là cô chưa có bước vào nghề. Và thành ra có nhiều người cứ lầm tưởng, rồi gặp cô cứ hay hỏi về chú Tùng Lâm. Sự thật là hai cái tên nó khác nhau. Mà chị Bạch Lan Thanh là chỉ ở trong lĩnh vực của kịch mà thôi. Còn cô là bên cải lương, rồi bên kịch, rồi bên phim ảnh. Nhưng mà cô vừa mới nhắc là phim ảnh. Thì con có tìm được một cái đoạn phim là phim Báo Kiếm Rửa Hận Thù. Cái đoạn phim trắng đen. Thì xin cô nói thêm là cơ duyên nào cô bước sang lĩnh vực điện ảnh ạ? Cô bước sang cái thời đó đó là rất nhiều hãng phim ra đời. Đó, nhiều hãng phim ra đời thì cô cũng như một số bạn đồng nghiệp khác cũng ngoài cái chuyện là mình xuất hiện ở trên sân khấu hay là trên đài truyền hình, cũng muốn được xuất hiện ở trên phim ảnh. Là vì lúc đó là những tài tử nổi tiếng đã đi trước hết rồi. Đó như chị Kiều Trinh hay là chị Thẩm Thúy Hằng. Đó thì bây giờ mình cũng muốn được có mặt, góp mặt trong phim. Thì trong lúc mà mình đang ước ao như vậy, thì một hãng phim đã mời cô để là của anh Trương Dĩ Nhiên.
đã mời cô với trong cái phim Báo Kiếm Sự Hận Thù, mà cái phim này là một cái sự hỗn hợp giữa ở bên Đài Loan, đạo diễn camera từ Đài Loan qua, rồi tài tử nữa họ qua đây, rồi họ chọn một số tài tử của mình để mà họ họ đóng chung. Thì sau cái phim Báo Kiếm Sự Hận Thù đó là phim trắng đen, phim đầu tiên. Kim hộ đàn chúng ta đường đường chính phái, giữa ngươi có hận thù gì? Hãy nói rõ ra. Ta dâng lệnh gia sư báo thù quyết hận. Nay ta bị bại dưới tay ngươi, muốn giết thì giết, chứ nhiều lời vô ích. Muốn chết ta cũng chẳng để ngươi chết. Giết, giết, giết đi. Ngươi muốn chết cũng không dễ. Ta sẽ bắt ngươi về tổng đàn để tra hỏi cho minh bạch. Thì sau đó là tiếp theo đó là người ta mời liền, đó là của ông Trần Quốc Bình, Cửu Long Phim. Thì ông mời cô với cái phim Long Hổ Sắc Đấu. Long Hổ Sắc Đấu thì cô đóng với anh Trần Quang, anh Lý Huỳnh, anh Hoàng Lâm và rất rất nhiều nhiều anh chị em nghệ sĩ khác nữa. Thì đó là phim Màu. Thì cô đã được ông Hàng Anh Kiệt, là một võ sư ở bên Hồng Kông, đã đóng chung với lại Lý Tiểu Long ở trong Đường Sơn Đại Huynh đó. Thì ông Hạnh Kiệt ổng qua và ổng đã dạy cho cô những cái thế võ để mỗi một ngày mà ví dụ cái đoạn nào mà phải đánh, những đoạn nào thì ổng dạy cho cái đoạn đó để mỗi sáng cô phải tập để rồi cô quay hoàn tất cái vai trò của mình. Thì đa số con thấy cô nói là những cái phim toàn là kiếm hiệp không à? Vậy thì có khi nào mà cô đang đóng mà gặp cái accident gì không cô? Trong thời gian đó cô đóng thì cô cũng không có gặp trở ngại gì nhiều. Nhưng anh Trần Quang thì trong phim đó thì anh Quang trong cái đoạn nhảy cao á, khi mà rớt xuống thì anh bị cái accident, tức là cái tay anh bị gãy, cái tay trái của anh bị gãy. Và thì anh đã phải ngưng cái thời gian nó cũng 5-6 tháng mới quay lại. Nhưng mà cô thì vẫn tiếp tục, cái vai diễn của cô vẫn tiếp tục với những người khác. Chứ còn thật sự những cái đoạn phim mà quý vị biết là khi nhắc lại, quý vị nào lớn tuổi thì đã xem trong cái thời gian đó, thấy Ngọc Đăng Thanh phi thân bay lên cao. Ở trong Báo Kiếm Sợ Hận Thù thì đúng là một mình cô Thanh làm hết từ đầu tới đuôi, là không có người thế thân. Nhưng mà trong cái Long Hậu Sắc Đấu là vì có những đoạn đá sông phi hay là những cái đó thì cô không làm được. Thì anh Hoàng Long ảnh đã thế cho cô một đoạn. Tức là ảnh mặc quần áo và hóa trang để rồi ảnh nhảy cái trận mà đá sông phi đó để đi cho nó đẹp. Đó, rồi có một người cũng từ bên Hồng Kông qua. Anh đó là đệ tử của Lý Tiểu Long. Đã thế cho cô những cái màn mà phải nhào lộn. Tại vì cái đó là nhào lộn giống như những cái người mà con coi trong cái đi bơi lội đó, thì từ trên cao phải nhảy xuống bao nhiêu tua đó. Đó thì những cái trận đó họ muốn cho đẹp. Mà cô làm sao cô nhảy được mấy cái đó. Thì đó là có những cái người đã thế dùm cho cô. Chứ còn những cái đánh thường thường đó là cô làm, tự làm được. Như lúc nãy cô cháu mình trước khi vào show này thì cô có tâm sự là cô đóng kịch song song cùng với đóng phim. Thì xin cô chia sẻ về những ban kịch mà cô đã hợp tác trên đài ngày xưa. Truyền hình thì đầu tiên là cô xuất hiện ở trên chương trình Thép Súng. Thép Súng mỗi tối thứ ba phát hình, sáng thứ ba quay là tối đó phát liền. Rồi có ban kịch Phương Nam của ba Nguyễn Phương. Rồi ban kịch của Vũ Đức Duy. Ban kịch Trắng Đen của ông Phúc Lai. Rồi ban Dân Nam của chú Anh Lân. Rồi không nhớ là ban gì đó của cô Thanh Lịch. Rồi cô Bích Thuận nữa, cô Bích Thuận có ban kịch rồi, nghệ sĩ. Nói chung là cũng xuất hiện rất nhiều. Nhưng mà trong thời gian trước 75 thì ban kịch của nổi tiếng là của kịch Sống của chị Thúy Hồng với lại Kim Cương thì lại cô không được góp mặt. Nhưng mà trong ban kịch Thẩm Thúy Hằng thì cô cứ góp mặt. Là trước năm 75. Dạ, trước 75 là có góp mặt với lại ban kịch của chị Hằng. Rất cảm ơn cô đã chia sẻ về những kỷ niệm xưa nhưng mà khán giả rất là trân quý. Và sau một vài giây phút thương mại thì nữ nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh cùng với Jimmy Thái Nhật sẽ trở lại với quý khán thính giả.
The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy Thái Nhật xin trân trọng kính chào quý vị và xin quý vị cùng với Jimmy Thái Nhật trở lại phần 2 của cuộc mạn đàm với nữ nghệ sĩ Ngọc Đăng Thanh. Thì thưa cô, lúc nãy cô cháu mình đang nói dở dang là về những băng kịch sống mà cô đã từng cộng tác trước năm 75. Thì có hai cái vở kịch mà ngày hôm nay khán giả người ta xem trên YouTube vẫn thấy cô đóng mà trắng đen. Đó là kịch Lá Sầu Riêng cũng như là Dưới Hai Màu Áo. Thì kịch đó là không biết là cô thâu từ lúc nào thưa cô? Đó là lúc đó là cô đã cộng tác với đoàn kịch Kim Cương sau 75. Sau 75 tức là khoảng tháng 8 thì đoàn kịch Kim Cương ra đời và cô đã xuất hiện ở trong đoàn với vở đầu tiên là Lá Sầu Riêng và sau đó là vở Dưới Hai Màu Áo và còn rất nhiều vở tiếp theo sau đó nữa. Dạ vâng. Và nhân nhắc tới sau 75 thì con được biết là cô vượt biển và cũng như là tới hải ngoại vào cuối thập niên 80. Thì không biết là trong cái thời gian đầu mà cô đặt chân đến xứ người đó thì có những cái khó khăn nào thưa cô? Thì cô cũng giống như là bao nhiêu người nghệ sĩ khác, có những người may mắn thì khi vừa được đến đất nước mới thì đã được mời cộng tác ngay. Cô thì trong cái thời gian khi mới đến là vào năm đầu năm 90 thì cô cũng được may mắn là có bên Người Đẹp Bình Dương có mời cô về để thâu những bài tân nhạc, trong đó có những cuốn thánh ca và những cái bài song ca với Tuấn Vũ trong thời đó, đã giúp cho cô trong cái thời gian đầu tiên để cô đi show. Nhưng rồi khoảng chỉ vài tháng sau đó thì cô không có còn tiếp tục làm việc nữa và cô đã ngưng để không có làm nghệ thuật. Như vậy là cũng kéo dài khoảng 12 năm. 12 năm cô không có xuất hiện. Rồi sau đó thì cô đã trở lại. Trở lại với đài, đài thì không đúng mà nói chung là cô đã trở lại với các trung tâm. Đó là trung tâm của Thúy Nga. Đúng rồi, thấy cô rồi, có đóng kịch. Dạ, đóng những vở kịch đó đó. Rồi cô bắt đầu, cô mới là khi sau đó thì cô mới là bắt đầu vào làm việc với đài truyền hình của đài SET và sau đó là SBTN. SBTN là cô giữ vai trò là xướng ngôn viên. Dạ đúng trên rồi. Đài. Và nhưng mà nhắc đến đài truyền hình SBTN là một cái mái nhà chung của cộng đồng người Việt của chúng ta hải ngoại. Dạ, tìm gặp nhau trên màn ảnh. Thì có một cái chuyện rất là vui là đài truyền hình SBTN sắp tới đây sẽ ra mắt một cuốn DVD mang tựa đề là Ấm Áp Mùa Giáng Sinh. Dạ, thì đúng. Được biết là cô cũng góp mặt trong cái chương trình đặc biệt đó. Xin cô chia sẻ thêm. Và đây trên tay của Ngọc Đăng Thanh là có cái DVD mới vừa ra Ấm Áp Mùa Giáng Sinh. Thưa quý vị, thì hàng năm thì SBTN luôn luôn có những món quà để gửi đến cho quý vị. Thì nhân mùa năm nay thì chủ đề Ấm Áp Mùa Giáng Sinh là gì? Khi nói tới Giáng Sinh người ta nghĩ ngay đến những đêm lạnh lẽo. Nhưng mà DVD Ấm Áp Mùa Giáng Sinh này trong đây thì SBTN đã chọn lọc những bài ca nói về Giáng Sinh. Thật sự thì Giáng Sinh mình cũng không hẳn là để dành cho một cái tôn giáo của bên Công giáo. Gần như là Giáng Sinh bây giờ là của tất cả mọi gia đình, mọi nhà. Người nào cũng có thể vui là và cho đó là ngày holiday, ngày lễ để vui, để họp mặt với nhau. Thì Ngọc Đăng Thanh cũng trân trọng mời quý thính giả hãy hưởng ứng giúp cho đài truyền hình SBTN trong những năm vừa qua cũng như những ngày sắp tới thì ủng hộ cho chúng tôi với DVD Ấm Áp Mùa Giáng Sinh với giá là $30. Những lúc trước thì mỗi lần mình ra đó thì là một cái DVD thôi, nhưng mà trong đó có 4 đĩa, là 2 đĩa DVD và 2 đĩa CD. Nhưng năm nay thì để khỏi có sự nhầm lẫn với khán giả cho nên SBTN ra hai hộp. Một hộp là CD, một hộp là DVD nhưng mà vẫn với giá đó là 30 đồng. Dạ vâng. Quý vị có thấy là Thái Nhật đang cầm đây một cái hộp màu xanh, cô Thanh thì cầm cái hộp màu vàng. Thì hộp màu xanh này là DVD, cái hộp màu vàng đó là CD để cho quý vị dễ phân biệt. Và anh Trúc Hồ cũng muốn là quý vị cũng có rất là tiện lợi là đem ra ngoài xe chúng ta xách đi nó dễ hơn. Chứ mỗi lần thì phải xách nguyên cái DVD ra ngoài xe thì sợ quý vị nó cồng kềnh đó. Thì như mỗi lần thì ở trong này đó thì như
Đó, Jimmy thấy là có rất nhiều ca sĩ trong đây, có Lâm Nhật Tiến, Hồ Hoàng Yến, rồi Nguyên Khang, rồi anh Công Thành, Lin, với lại Henry Chúc sẽ có những bài nhạc rất là sống động. À, trong đây là có Huỳnh Phi Tiễn, rồi Hoàng Thục Linh với lại Quốc Khanh, rất nhiều nhiều nữa. Mai Thanh Sơn nữa nè, Đoàn Phi, rất rất là nhiều góp mặt để mà đem đến cho quý vị trong một mùa lễ Giáng sinh. Trong cái đêm Giáng sinh, quý vị có thể mở ra để xem, để trong cái gia đình của mình thưởng thức vui với nhau, và cũng có thể nhảy với nhau với những bài vui nhộn như thế này. Mà con thấy trong cái DVD này và CD này thì cô có hát bài Bóng Nhỏ Giáo Đường của nhạc sĩ Phượng Linh. Dạ đúng rồi. Thật sự Jimmy biết là cái bài hát này đó là mỗi một mùa Giáng sinh là cô đều thích nghe chị Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan hát bài này, phải nói rằng nó như là chim rót vào trong tai của mình vậy đó. Cứ mỗi một năm là cứ đến mùa Giáng sinh là cứ thích nghe chị Ngọc Lan hát. Thì khi mà thâu cái chương trình này thì Trúc Hồ có hỏi là cô có thích bài gì hay không để mà hát trong mùa lễ Giáng sinh, thì cô là nghĩ ngay tới cô Ngọc Lan. Cô nói vậy thôi cho chị hát cái bài Bóng Nhỏ Giáo Đường mà chị biết hát không được không? Hát cái được hay không nữa, thì Trúc Hồ nói không sao đâu, em nghĩ là chị hát được. Thì thật sự tới giờ phút này cô cũng chưa dám nghe, chưa dám nghe và cũng chưa dám coi mình hát nữa, là tại vì cô có một cái không biết cái đó là cái khuyết điểm của cô hay không, cô không biết. Nhưng mà mỗi một lần một cái chương trình ra phát hình hay là mỗi một cái kịch, mỗi một cái bài nhạc CD thì cô luôn luôn là cái người gần như là sau cùng của tất cả khán giả, là vì phải đợi tới vài tháng sau cô mới dám xem, cô mới dám nghe, sau khi nghe những lời góp ý phê bình của những người bạn thân, của những đồng nghiệp của mình, rồi của những khán giả, thì sau đó cô mới dám xem để rút lại hết những cái khuyết điểm của mình, để rồi lần sau đừng có bị dính vào đó nữa. Thì có lẽ đó là cái khuyết điểm của cô, cái nhược điểm của cô. Cũng như là như Jimmy nói rằng cô xuất hiện nhiều quá với nhiều cái bộ lần môn vực, khác nhau. Đó, trong đó là kịch cải lương, tân nhạc, xứ ngôn viên, xứ ngôn viên nữa. Nhưng mà đối với cô thì cái đó là cái có lẽ là lòng tham của cô. Cái tham lam của cô nó quá nhiều, cho nên cái bộ môn nào cô cũng thích để mình được góp mặt hết, là vì cô nghĩ rằng mình đem nghệ thuật, mình đem cái niềm vui đến cho khán giả. Thì với một cái bất cứ bộ môn nào thì đó cũng là nghệ thuật, để đem niềm vui, để cống hiến, thì đó là một cái giống như một lời cảm ơn của cô đến với khán giả đã mong chờ ở cô. Tại vì cô muốn đem lúc nào cũng phải một cái gì đó mới đến cho khán giả. Hôm nay người ta thấy Ngọc Lan Thanh làm tóc kiểu này, mai làm tóc kiểu kia, hay là hôm nay cổ xuất hiện với xứ ngôn viên, ngày mai xuất hiện với lại là một người ca sĩ. Tại vì người ta nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nhưng mà với cô thì ôm đồm quá nhiều. Nhưng mà cô mong rằng khán giả hãy thương Ngọc Lan Thanh và tha thứ cho những cái tham lam của Ngọc Lan Thanh. Con không nghĩ là cô tham lam gì đâu, mà con nghĩ rằng là khán giả rất là yêu mến cô và muốn cô xuất hiện trong những cái bộ môn khác nhau. Và cũng như là mỗi lĩnh vực đó cô cũng làm chọn cái vai trò của mình, và khán giả chấp nhận những cái vai trò đó. Cho nên cô cảm ơn Jimmy đã khuyến khích cô với những lời đó. Và một lần nữa thì Ngọc Lan Thanh xin cảm ơn Jimmy đã cho cô lên chương trình này để nói chuyện với tâm tình với khán giả trong những ngày cuối năm. Và một lần nữa xin khán giả hãy thương mến cho SPTN và ủng hộ SPTN với lại DVD mới này, đó là Ấm Áp Mùa Giáng Sinh. Một câu hỏi cuối thôi. Bên cạnh con rất là quý mến cô trong những cái vai trò tân nhạc cải lương, thì con còn rất là thích nghe cô lồng tiếng phim bộ. Con xin cô nói thật là nhanh là cái thời gian mà chuyển âm phim đó, bây giờ cô còn làm không ạ? Thứ nhất là chuyển âm phim bên cái Vina Film của cô nó đã đóng cửa rồi. Đóng cửa lý do là gì? Sau này họ phát hành không được nữa, bán không được, cho nên họ đã đóng cửa. Thì bây giờ có những cuốn phim cũng từ Việt Nam họ đưa qua đây, thì tất cả anh chị em đó họ cũng đã làm rất là thành công. Còn đối với những người ở trong Vina Film thì nhớ nghề lắm, tại vì đối với cô rất mê chuyển âm. Đó là cái bộ môn mà cô rất đam mê.
là vì đó là cái nơi mà để tải hết những cái lòng của mình. Trong những ngày vui cũng như những ngày buồn của cô thì cô không tâm sự được với ai, thì cô tâm sự với lại những cái vai trò trong cái phim của cô. Cho nên tất cả anh chị em ở trong Vina họ đã sống hết vai trò của mình trong khi mà chuyển âm. Rất tiếc là Vina không còn nữa, nhưng mà bộ phim cũ vẫn còn, thì quý vị thương hãy đến ủng hộ, có thể mua về để làm kỷ niệm trong những cuốn phim của Vinafilm. Dạ vâng, rất cảm ơn cô đã chia sẻ về những kỷ niệm đó. Và con tin chắc rằng những khán giả nào mà quý mến và ái mộ cô thì những cái vai lồng tiếng cũng như là những cái vai diễn trên sân khấu kịch nghệ cải lương cũng như là bài hát trên tân nhạc đều thương mến cô hết. Và chúc cô luôn gặp nhiều may mắn và niềm vui trong đời sống, nhất là những ngày cuối năm này. Dạ, cảm ơn Jimmy và Ngọc Lan Thanh cũng xin kính chúc cho quý khán giả lúc nào cũng được bình an, thân tâm thường an lạc, và nhất là trong mùa lễ Giáng sinh này, quý vị được ấm áp bên cạnh của người thân, nhất là có ấm áp mùa Giáng sinh SBTN ở trong nhà. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn cô. Và cùng với lời cầu chúc đó, chúng tôi xin tạm chấm dứt chương trình The Jimmy Show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào The Jimmy Show tuần sau. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.